Mình tên là Mỹ Chi Phan, năm nay mình 44 tuổi. Mình qua Mỹ hồi năm 1998, lấy chồng và có được hai đứa con, hai đứa con trai, một đứa 10 tuổi và một đứa 7 tuổi. Tôi theo học Upward Academy khoảng 3 năm. Tôi vừa học xong lớp 9 thì không có cơ hội học tiếp tục nữa, cho nên phải bỏ ngang việc học. Và sau đó tôi qua Mỹ và tiếp tục học tiếng Anh cho tới bây giờ. Tôi là một người rất là chăm chỉ làm việc. Tôi rất là thích sự công bằng, cho nên tôi hay giúp những người này người kia. Và tôi có niềm đam mê là rất thích đi học. Upward Academy is an initiative through Tyson where they partner with educational providers and we come in and bring ESL classes into the plant. It lets our employees know how much we value them and their contributions and how much they sacrifice every day. So it's just a little something that we can do to invest in them and let them know, hey, we really value and appreciate you and we want to give you those opportunities. Từ lúc mà mình đi học Upward Academy, nó giúp mình rất là nhiều trong giao tiếp hoặc là đi bác sĩ hoặc là gặp rắc rối gì trong chỗ làm thì mình có thể tự đi nói cho mình được mà mình không cần phải nhờ ai. Từ lúc mà tôi học tiếng Anh với lại Upward Academy, tiếng Anh của tôi khá lên nhiều và khi mà công việc của tôi làm thì mỗi lần có khách nước ngoài tới để coi thịt thì tôi có thể hép Tyson để mà giải thích hoặc trả lời những câu hỏi mà họ thắc mắc. Tôi rất tự tin về điều đó và cảm thấy tự hào vì mình học tiếng Anh giúp ích cho mình và cho Tyson.